Vâng, và xin chào bác đã quay trở lại kênh YouTube Mario. Ngày hôm nay thì em xin phép được giới thiệu cho các bác cái sản phẩm mang tên là JVC XN5. Con này là một combo ghép được ghép với loa JVC XN1 và cái thông số của N1 và N5 thì nó đều giống nhau, nó không khác nhau gì cả, cho nên là cái tính chất về âm thanh nó cũng không bị thay đổi nhiều. Đó. Ở đây là một combo rất là hay và rất là ít trên thị trường mà có nhiều bác sử dụng cái bộ này, bởi vì là nó không có nhiều và nó cũng khá là hiếm. Về tính năng của nó thì có rất nhiều tính năng hay ho, nhưng mà em xin được nhấn mạnh về tính năng nổi bật nhất của nó, đó là khả năng có tính năng AirPlay kết nối không dây các bác nhá. Ở phía sau có hai cái cọc wifi để kết nối AirPlay, các bác có thể kết nối và các bác có thể sử dụng như là một cái điện thoại có thể stream nhạc từ YouTube thứ vào đấy. Đó, ngoài ra con này có rất nhiều tính năng hay ho như là CD này, em đang sử mở CD này, USB vừa hỗ trợ sạc vừa sạc cho iPhone, iPod, iPad vừa có thể phát nhạc được luôn. Ngoài ra thì nó có cả AM/FM thì nó do là đồ của Nhật nên là cái âm thanh cái giải tần nó chỉ tới khoảng tầm 90 MHz thôi. Đây là iPod này, iPod ở trên này có cái dock để các bác cắm iPod các bác nhá, cắm iPod hoặc iPhone 4S thời ngày xưa các bác có thể copy nhạc vào đó, các bác để đây các bác nghe nhạc rất là tiện luôn. Đây nữa, AUX này và audio in. Đó, đây là cái tính năng AirPlay rất là tiện. Các bác có thể do là mà điện thoại em đang quay em không kết nối được trực tiếp cho các bác xem, nhưng mà các bác chỉ cần bật chế độ này, các bác vào kết nối và các bác sẽ dùng AirPlay của nó luôn để phát nhạc luôn. Đó, hai cái cọc kia nó phát ra wifi để mà nó thu được cái để kết nối với tiếng điện thoại của bọn chúng ta, và sau đó thì mình sẽ phát nhạc sang rất là tiện luôn, vừa hay âm trong phòng ngủ nghe vừa hay và vừa không phải sử dụng đĩa nhiều, không phải dậy nhiều lần. Ok, thì về tổng quan thì đây là một bộ dàn khá là đẹp các bác nhá. Em bán mức giá là 6.500.000, hàng cùng kèm khiển zin luôn, em cầm khiển zin đây. Đó. 6.500.000 kèm khiển zin các bác nhá. Bạn nào quan tâm thì alo cho em qua số điện thoại 0964801493 để liên hệ trực tiếp mua hàng, hàng rất đẹp các bác nhá. Đó, em quay xung quanh cho các bác xem đây. Về hình thức thì các bác yên tâm, hàng có rất đẹp. Đó, JVC XN5 loa N1. Ok. À, em sale rồi đấy, bình thường bộ này mà các bác mua trước đây nó đâu đó phải tầm 8 đến 10 triệu trước đây. Bây giờ thì nó cũng đã hạ nhiệt hơn một chút, mà em thanh lý đi giá rẻ cho các bác mua để em dọn kho, em đón lô hàng mới đang ở bên Nhật về. Ok, ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với chiếc âm của bộ dàn mang tên JVC XN5 loa N1. Ok.
nói chưa quên đi những tội tình. Đời con gái cũng cần dĩ vãng, mà em tôi chỉ còn tương lai. Mai về sau nước mắt có cạn khi xa đời, thương cho đàn con. Chiều người quên có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đưa. Còn được năm đêm cho em giây phút mặn nồng, giữ cho em mái tóc bồng. Lời anh nói sẽ còn mãi đây, chuyện mai sau xin gửi trên tay. Lời anh nói sẽ còn mãi đây, chuyện mai sau xin gửi trên tay.